Đêm ở Đà Lạt Wonder Resort, mọi thứ trở nên lung linh dưới ánh đèn màu. Không gian yên tĩnh đến nỗi bạn không nghĩ mình đang ở thành phố du lịch Đà Lạt. Do nằm ở khu vực bờ hồ nên nhiệt độ chênh lệch giữa đêm và ngày thì cũng khá lớn, khoảng trên dưới 10 độ C. Tuy nhiên thì thức dậy ở một nơi như thế này thì quý vị và các bạn sẽ cảm nhận một ngày mới khác xa với những gì mà chúng ta cảm nhận ngay trung tâm Đà Lạt cách đây khoảng 30 km. Một ngày mới với cảm giác yên bình. Một chút lạnh, một chút gió cũng không làm bạn từ chối bước dạo ở khu nghỉ dưỡng rộng 14 hecta này. Từ những dãy nhà villa, bạn có thể phóng tầm mắt qua bên kia núi đồi với rừng thông hùng vĩ. Bên dưới là mặt hồ phẳng lặng xanh trong. Hiện có thể cho khán giả biết là nếu như ở đây thì ban đêm thì nó khá là tĩnh mịch đúng không? Và có thể là nghe được cái tiếng của thiên nhiên thì ban ngày nó sẽ như thế nào nè? Giống như chị nói là không khí rất là tĩnh mịch. Còn buổi ban ngày, đặc biệt là những lúc sáng sớm như thế này, khi mà du khách thức dậy thì đón những cái ánh bình minh sớm, cảm nhận sự yên bình của hồ Tiền Lâm và những cái cánh rừng thông ở xung quanh. Có phải là nếu như mà lưu trú ở Đà Lạt thì ở bất kỳ nơi đâu thì chúng ta cũng được cảm nhận được cái không khí như thế này không? Dạ đúng rồi, bởi vì resort của bên em thì cũng nằm ở trên một nhánh của hồ Tiền Lâm, cũng mong muốn rằng là du khách cảm nhận một cái cuộc sống, những cái nhịp sống yên bình nhất. Dù là sáng sớm hay chiều tối, dù là đứng trên cao hay bên dưới, lúc nào bạn đều có thể săn những khoảnh khắc đẹp tại đây. Với gia đình này, dù đã đi nhiều nơi, nhưng riêng Đà Lạt mỗi năm đều đến rất nhiều lần. Và đầu năm 2019 này, gia đình Tố Quyên một lần nữa chọn Đà Lạt và điểm đến là Đà Lạt Wonder Resort. Cứ một lần đi là một lần trải nghiệm. Cho nên là lần này là gia đình đã quyết định là cho con cái đi ra đây nghỉ dưỡng ngoài đây. Cảm giác đầu tiên khi mà mình đến đây thì nó như thế nào? Rất là tuyệt vời. Con thích nhất là mấy cái sân cỏ ở đây, bởi vì con chơi rất là vui, con chơi thoải mái. Bố còn chụp mấy tấm hình đẹp cho con nữa. Bất kỳ người trẻ nào từ một lần đặt chân đến khu resort này đều chia sẻ rằng họ không khỏi choáng ngợp trước tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ chỉnh chu của địa điểm này. Nhìn từ trên cao thì những villa của Đà Lạt Wonder Resort tựa như một châu Âu thu nhỏ bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Và có đến đây thì quý vị và các bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp của lối kiến trúc này.